thưa quý vị thủ tướng chính phủ vừa có công điện yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố từ quảng bình tới quảng ngãi và lãnh đạo các bộ cơ quan liên quan tập trung chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ để hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống khôi phục sản xuất các địa phương bị ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua nhất là thành phố đà nẵng và các tỉnh thừa thiên huế quảng nam quảng trị tập trung chăm lo bảo đảm cuộc sống cho người dân sau mưa lũ không để người dân thiếu đói không để người dân không có chỗ ở Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với các địa phương chỉ đạo triển khai khắc phục nhanh nhất các tuyến giao thông trọng yếu, khắc phục ngay các tuyến đường bị sạt lở, nhất là quốc lộ 9C tỉnh Quảng Bình và quốc lộ 15D đi cửa khẩu quốc tế La Lai tỉnh Quảng Trị. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo vệ sinh trường lớp, khắc phục công trình bị hư hỏng, vận động hỗ trợ trang thiết bị giảng dạy, sách vở và đồ dùng học tập cho các trường học, cơ sở giáo dục bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ, tạo điều kiện cho học sinh trở lại học bình thường sớm nhất chuyển sang các thông tin về tình hình mưa lũ. hồi 7 giờ ngày 17 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ vĩ Bắc, 116,9 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 12, tức là từ 103 đến 133 km/h, giật cấp 14. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, báo di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km, suy yếu dần, cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10 từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa bão, gió mạnh cấp 9-10, sau tăng lên cấp 11-13, giật cấp 15. Kính thưa quý vị, nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Jacob và phu quân chính thức thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Sáng nay, lễ đón chính thức Tổng thống Singapore Halimah Jacob và phu quân diễn ra trang trọng tại phủ chủ tịch. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2023. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Singapore Halimah Jacob lần này là dịp quan trọng để các nhà lãnh đạo hai nước trao đổi về các biện pháp tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược, đặc biệt là hợp tác kinh tế. Hai bên sẽ thảo luận định hướng hợp tác lớn trong các lĩnh vực mới, then chốt trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư như kinh tế số, chuyển đổi số, kết nối chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu, cũng như tăng cường hợp tác trong khuôn khổ sáng kiến ASEAN về xây dựng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững. Đến thời điểm này, nước lũ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cơ bản đã rút, công tác khắc phục ở vùng đồng bằng cũng như vùng núi đang được các địa phương tập trung thực hiện. Khó khăn lớn nhất hiện nay là tuyến đường quốc lộ 15D đi cửa khẩu quốc tế La Lai bị sạt lở nghiêm trọng. Hơn 1.000 nhà dân ở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã bị ngập lụt trong đợt lũ vừa qua. Sau khi nước rút, tất cả các lực lượng đã đến giúp dân dọn dẹp nhà cửa cũng như trường học để sớm đón học sinh trở lại trường. Huyền cũng đã chỉ đạo cho Trung tâm Y tế cùng với Phòng Y tế là chuẩn bị tất cả những cái thuộc men để phòng chống cái dịch bệnh sốt lũ, đặc biệt là sự cái bùng phát của cái dịch sốt xuất huyết. Vấn đề lớn nhất của tỉnh Quảng trị là sạt lở quốc lộ 15D đi qua cửa khẩu quốc tế La Lai tại km 700 cộng 745 đến km 7 900 đoạn sụt lún dài khoảng 200m chiều rộng khoảng 200m huyện Đắc Rông đã di rời khẩn cấp hơn 40 hộ dân. Phương án ngân giao thông là phải mở một tuyến đường mới về phía Tà Lưu Dương. Đồng thời là phải khôi phục là cái tuyến đường cũ hiện trạng bằng đà học kiên cố. Hiện tại ở cửa khẩu quốc tế La Lai có nhiều phương tiện đang bị ách tắc. Tỉnh Quảng Trị đã ngăn đường không cho người dân và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn. Thưa quý vị, ngày hôm nay Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã quyết định điều chỉnh biên độ tỷ giá giao ngay đô la Mỹ Việt Nam đồng từ mức cộng trừ 3% lên cộng trừ 5%. Theo Ngân hàng Nhà nước, từ đầu năm 2022 đến nay, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và nhiều ngân hàng trung ương lớn đẩy mạnh lộ trình thắt chặt chính sách tiền tệ, tăng nhanh lãi suất điều hành. Xung đột nga ukraine làm chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục gián đoạn, giá xăng dầu và hàng hóa tăng cao, lạm phát tại nhiều nền kinh tế vượt mức kiểm soát, gây biến động lớn trên thị trường quốc tế và trong nước. Để chủ động thích ứng trước diễn biến khó lường của thị trường quốc tế, Ngân hàng Nhà nước đã tăng biên độ tỷ giá giao ngay đô la Mỹ Việt Nam đồng từ mức cộng trừ 3% lên cộng trừ 5%. Ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, phối hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, sẵn sàng bán ngoại tệ can thiệp để ổn định thị trường. Hiện giá bán ra đô la Mỹ tại các ngân hàng thương mại đã lên mức 24.230 Việt Nam đồng. Trên thị trường tự do, giá đô la Mỹ đã vượt mức 24.500 Việt Nam đồng. Thưa quý vị, hơn 80 doanh nghiệp Việt Nam đã tham dự hội trợ quốc tế công nghiệp thực phẩm Sian Paris 2022, một trong những hội trợ lớn nhất và uy tín nhất thế giới trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống. Nhiều doanh nghiệp đã tìm thấy cơ hội giao thương trong bối cảnh hậu đại dịch COVID-19, cũng như tận dụng các lợi thế mà Hiệp định Tự do Thương mại EU Việt Nam mang lại. Hơn 80 doanh nghiệp xuất nhập khẩu lớn của Việt Nam đã tham dự hội trợ quốc tế công nghiệp thực phẩm Paris 2022, trong đó tại khu gian hàng Việt Nam có 36 doanh nghiệp trưng bày hoạt động trên các lĩnh vực bao gồm mật ong, tiêu, điều, rau quả, gạo và các sản phẩm từ gạo. Đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thực phẩm lớn của Việt Nam, hội trợ quốc tế công nghiệp thực phẩm Paris 2022 mở ra một cơ hội mới bởi nhu cầu của các thị trường tiêu thụ lớn tại châu Âu đang tăng mạnh trở lại sau giai đoạn Covid-19. Khác so với các kỳ tham dự trước đây, các doanh nghiệp Việt Nam tham dự hội trợ lần này có một lợi thế rất lớn đó là hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Việt Nam đã đi vào hiệu lực từ hơn 2 năm qua và trong thời gian qua các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam đang liên tiếp có sự thâm nhập thành công vào địa bàn Pháp và Châu Âu do đó số lượng doanh nghiệp Việt Nam tham dự hội trợ quốc tế công nghiệp thực phẩm Paris năm nay cũng là cao nhất từ trước đến nay à, những kỳ trước đây thì chúng ta thấy là đa số các doanh nghiệp Việt Nam tham dự cái hội trợ Cyan food này ấy, thì dưới dạng là những cái sản phẩm uh, thô những cái sản phẩm mà có cái hàm lượng chế biến rất là thấp tuy nhiên thì trong cái lần này thì chúng ta tham dự thì chúng ta thấy rằng là các doanh nghiệp việt nam mang đến sản phẩm của mình đa số là những sản phẩm chất lượng rất là cao có hàm lượng chế biến rất là sâu à, rồi thì là có những cái chứng nhận về organic chứng nhận về thực phẩm sạch chứng nhận về thương mại công bằng và những cái chứng nhận nhiều rất nhiều những cái chứng nhận khác để mà làm cái tấm vé vào cửa đối với cả những cái thị trường khó tính đặc biệt như là eu như là nhật bản như là hoa kỳ trực tiếp tìm hiểu các sản phẩm được các doanh nghiệp Việt Nam trưng bày tại hội trợ, ông Jean-Marc Caloa, đặc phái viên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm Pháp đánh giá, người tiêu dùng Pháp đang ngày càng có xu hướng ưa chuộng các thực phẩm đến từ phương Đông và tiềm năng để các doanh nghiệp Việt Nam chiếm lĩnh thị trường Pháp và châu là rất lớn. Trong tương lai, tiềm năng để gia tăng hơn nữa vẫn còn rất lớn. Người tiêu dùng Pháp ngày càng ưa chuộng thực phẩm phương Đông và tôi nghĩ người tiêu dùng Việt Nam cũng có thể sẽ rất thích thú khám phá các sản phẩm của Pháp là một trong những hội trợ quốc tế lớn nhất và uy tín hàng đầu thế giới về lĩnh vực thực phẩm và đồ uống. Hội trợ quốc tế công nghiệp thực phẩm Paris 2022 được tổ chức 2 năm một lần, nhưng do đại dịch Covid-19 nên đây là lần đầu tiên sau 4 năm hội trợ mới mở cửa trở lại. Với tổng diện tích mặt bằng 250.000 m2, hội trợ quốc tế công nghiệp thực phẩm Paris 2022 thu hút khoảng 7.000 doanh nghiệp đến từ khoảng 109 quốc gia trên thế giới tham dự và trưng bày sản phẩm. Kính thưa quý vị, ngày 16 tháng 10, Tổng thư ký tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC, ông Hitam Angais nhận định rằng thị trường dầu mỏ đang trải qua một giai đoạn biến động mạnh. Người đứng đầu OPEC cũng bảo vệ quyết định cắt giảm sản lượng khai thác dầu mỏ của OPEC cộng. Ông khẳng định động thái đó sẽ giúp OPEC cộng đảm bảo nguồn cung để đối phó với bất kỳ cuộc khủng hoảng nào. Trong khi đó, các nước phương Tây phản đối quyết định của OPEC cộng, cho rằng giá năng lượng tăng sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu vốn đã mong manh. Trước đó, trong cuộc họp chính sách ngày 5 tháng 10 tại Viên, các bộ trưởng năng lượng các nước OPEC cộng đã nhất trí cắt giảm sản lượng dầu toàn cầu ở mức 2 triệu thùng một ngày, bắt đầu từ tháng 11 tới. Đây là lần cắt giảm sản lượng nhiều nhất của OPEC cộng kể từ năm 2020 khi đại dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát, bất chấp lo ngại động thái này có thể đẩy lạm phát tăng cao hơn và khiến các ngân hàng trung ương tăng lãi suất mạnh hơn.